Phương Linh xin kính chào quý cô chú anh chị các bạn đang xem video. Cả nhà ơi, đây là cái chậu dâu tây thủy canh của em. Sau một thời gian trồng bằng phương pháp thủy canh như này thì em thấy cây nó phát triển mạnh hơn so với ngoài đất cả nhà. Mà cứ 15 ngày thì chúng ta mới cần phải chêm phân một lần cho nó. Quả thì nó ra cũng khá nhiều. Có nhiều quả bị thui đi là do hôm nọ trời mưa đây cả nhà. Mưa rất nhiều mà em không che nó. Nhưng mà tỷ lệ đậu quả thì khá là cao. Những cái cây mà nó không bị vào cái thời tiết mưa này thì nó quả nó được như này đây. Quả này nói chung là mưa nhiều là cũng dập. Hôm đó là bị dập khá nhiều. Trước hôm đó thì hái mấy quả là không bị dập. Và mã của nó khá là đẹp ạ. Cả nhà cùng so sánh nhé. Cây khi mà trồng thủy canh với lại cây mà em trồng ngoài đất. Đây là cây em trồng ngoài đất. Những cây này thì được trồng với mật độ rất là ít cây trong một chậu. Thì ở ngoài đất này nó sẽ phát triển mạnh hơn so với lại ở cái chậu thủy canh trồng chi chít vào nhau. Hôm trước cái chậu thủy canh thì chỉ có mấy cây thì phát triển rất là mạnh. Nhưng mà khi bị dồn vào với nhau nhiều cây thì nó có phát triển cao. Nhưng mà cái độ khoảng cách mật độ của nó quá nhiều khiến cho nó có vẻ yếu đi. Và cái chậu này thì trời mưa em lại che được. Mà cái chậu kia thì hôm đó trời đó là Tết cho nên đã chuyển ra đằng sau và để dọn đằng sau để sân sạch sẽ, thoáng mát. Nên đã quên không che cho nó. Chính vì thế mà một số quả là nó bị thui nụ, thui quả. Còn phía bên này che được thì quả đậu nhiều hơn ạ. Đó là những ưu điểm và nhược điểm của hai phương pháp trồng thủy canh và thổ canh. Em quay cho cô chú anh chị các bạn cùng xem nhé. Đồng thời em cũng quay cho cô chú anh chị các bạn xem là cái mật độ trồng cây nó ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng quả cũng như là cái năng suất của quả. Nếu mà chúng ta trồng thưa thì cây khỏe hơn, quả được đậu được nhiều hơn, ít sâu bệnh nấm bệnh hơn. Còn nếu chúng ta dồn vào một chỗ nó sẽ bị vóng, có nghĩa là cây rất cao nhưng mà năng suất quả lại thấp. Đồng thời khi mà gặp mưa nhiều thì những quả mà nó mới ra nó cũng không đậu được, nó sẽ bị thui đen đi. Đó là những cái ưu nhược điểm của hai phương pháp trồng này. Em xin chia sẻ cùng cô chú anh chị các bạn. Ở phía bên này thì quả đậu khá nhiều. Hôm trước em xem lại cái ngày mà em nhận cây giống về ấy, thì thực ra đến ngày hôm nay mới chỉ có 11 ngày thôi. 10 ngày thôi ạ. Hôm trước là em nhớ nhầm là đã là 15 ngày nhưng không phải, đến ngày hôm nay mới được 10 ngày thì đã được rất nhiều quả này. Mà thật ra hôm nhận về ấy, thì chỉ có mấy cây là có nụ hoa thôi, còn đều là cây rất là non. Nhưng chúng ta trồng ra thì nó rất là nhanh có quả đây cả nhà. Em rất hay tưới bằng nước vo gạo. Nhưng mà cũng không phải nhiều đâu, có nghĩa là cứ cách 2 ngày, 3 ngày em mới tưới một lần nước vo gạo để qua đêm. Trước khi mà em tưới thì em bao giờ cũng pha cái nấm Chicoderma vào cái nước vo gạo đó rồi em mới tưới. Thì ngoài cái việc trồng cây như thế này, em vẫn còn phải trồng xen thêm bằng cúc vạn thọ để cho cái rễ của cây cúc vạn thọ này nó lan trong đất, bảo vệ được rễ cây của cây dâu tây khỏe mạnh, không bị bệnh thì cái năng suất của dâu tây sẽ cao hơn. Cả nhà có thấy không? Sau 10 ngày mà chúng ta trồng cái ngó dâu tây xuống đất đã được rất là nhiều quả như này.
những quả như thế này chỉ khoảng độ 4 ngày sau là thu hoạch được nha cả nhà. Em đã thu hoạch nhiều lần rồi nên em biết là chỉ khoảng 4 ngày sau là có thể thu hoạch được. Còn quả này thì khoảng độ 5 ngày sau này là có thể thu hoạch này. Dễ lắm nha cả nhà. Còn nếu như chúng ta bọc trái vào thì quả nó chín còn ngọt đậm và mềm hơn rất nhiều so với lại không bọc trái. Và cái bọc trái đó thì rất là dễ sử dụng cũng như là tái sử dụng. Mỗi lần chúng ta thu hoạch quả xong chúng ta sẽ giặt lại sạch sẽ và phơi khô chúng ta dùng tiếp. Tính ra giá thành cũng không hề đắt đâu ạ. Dâu tây này thì sau khi trồng 7 ngày đầu tiên em không tưới bón bất kỳ một cái gì mà chỉ có nước trắng. Sau 7 ngày nó đã ăn rễ vào đất rồi thì em mới tưới cho một chút nước vo gạo để qua đêm. Nước đó em có pha Chico Đạt Ma và cái nước đó cũng pha loãng ra rồi mới tưới. Rồi sau 10 ngày thì em sẽ bắt đầu tưới bằng nước sữa, dung dịch sữa ngâm Chico Đạt Ma được 1 tháng. Em bắt đầu tưới cái đó thì nó tăng độ ngọt cho quả, đồng thời cũng làm cho quả ra được nhiều hơn. Sai hoa hơn, sai quả hơn, tỷ lệ đậu quả cũng nhiều hơn. Đó. Thật ra cái trồng bằng thủy canh chúng ta chỉ nên thử nghiệm bằng một chậu. Còn đâu thì chúng ta trồng đất thì nhiều khi nó vẫn dễ hơn. Bởi vì chúng ta trồng đất thì có diện tích rộng hơn, chứ trồng thủy canh chúng ta chỉ có được một chậu thì cũng chắc là cũng không được đủ rau ăn phải không ạ? Đó là những cái chia sẻ của em khi em trồng vườn. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những video tiếp theo ạ.